Hello mọi người, mình là Đạt Tình Tây Phương. Hôm nay trời rất là xấu, xấu luôn. Mình ăn thức dậy sớm, mình chụp được cái tấm hình rất đẹp, tưởng là sẽ có nắng đẹp này kia, ai về bây giờ trời mưa, lạnh 9 độ bà con. 9 độ. Bây giờ là mình đang đợi cái thùng đồ mình order trên mạng. Bây giờ mình chạy qua bãi, mình đợi cái thùng đồ nó tới. Rất là một món đồ rất là đặc biệt cho năm nay. Một chút xíu mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Bây giờ mình chạy qua 1 phút để mình gửi về nhà 1 phút, xong rồi ở đó mình quay dễ hơn. Mình nói chuyện hơi run run chút xíu tại hơi bị lạnh. Ok, giờ chút xíu mình quay tiếp nha. Cảm ơn mọi người. Mới nhận được cái thùng đồ nè các bạn ơi. Giờ để mình coi ra cho coi các bạn. Yeah. Mình mới nhận được cái thùng mút này ha. Đó các bạn, là trong này nó có cái gì? Giờ mình khui ra nha. Oh no, nó có cái sợi dây để mình kéo một cái mình khui luôn nè. Không. Oh. Đúng rồi. Này giao là mình đặt hàng xong nó giao tận nơi nha mọi người. Có một cái là mình hẹn 12 trước, giao trước 12 giờ mà tới bây giờ mới giao, do là cái người giao hàng nó bị trục trặc một chút xíu vấn đề địa chỉ, cho nên là trễ, cũng cho nên là trễ 3 tiếng. Wow, để mình lại cầm lên cho mọi người coi nha. Này là con gì đây? King Crab nha các bạn. Con này nó để hồi nãy là 3 kg. Cái này chắc là 3 kg, đúng 3 kg đó, tại mình thấy nó hơi nhỏ. Thì chắc là 3 kg. Cũng nhẹ chứ đâu có nặng đâu ta. Đó. Bằng bự hơn cái mặt mình chút xíu. Còn 6 nhang. Hồi nãy mình có hỏi cái ông chủ, tại ông chủ cũng tự giao luôn, tại cái anh mà đi giao hàng là anh đi được nghịch đường, cho nên là ông chủ tự đem giao luôn. Để mình lại quay cho mọi người coi nha. Nè con, lại coi nè. Con gì? Cái này con gì? Con gì? Này con gì? Trời ơi, con vậy này cũng sợ nữa. Các bạn, một chút xíu nữa sẽ ăn, đợi thằng em còn một đứa em nữa. Đợi hồi sáng giờ đáng lẽ là giao từ hồi trưa tới giờ, nhưng mà trong khi chờ đợi đó là mình đã mua thêm một hộp này ăn. Đó, một lát chiều là ăn con này. Ok, chụp về tấm hình xong rồi cái em đáp mình ăn cái mình coi cái ngon nó ngon cái nào nha. Thấy trên YouTube là ai cũng đặt con này ăn hết. Nên bữa nay mình mua ăn thịt chứ không phải ăn chơi ha. Ok. Ok, đông đủ với mặt rồi ha. Giờ thôi mình lấy cua ra mình luộc. Để coi cái này mình luộc không biết chắc phải 1 tiếng mấy quá.
cho nên bây giờ là 5:10, mình luộc khoảng chừng tiếng sẽ chắc là có ăn á. Anh ta vẫn còn sống nha bà con. Anh còn ok, thôi giờ mình đem vô mình rửa, xong rồi cái rửa sạch xong cái thảy lên nồi rồi. Lên nồi. Không biết bao nhiêu đây. Chắc là khoảng chắc tiếng quá, hơn quá. Để thử ra coi. Thấy là tính sao. Bia rượu đâu để? Rồi. Rượu cô biết nó có rượu không? Hôm nay là bà làm trễ rồi để bia ngon hơn. Đủ ăn gì đó. Ok, mình mới vừa trải con chua cuộn. À, thấy rất là đẹp hết nha. Đó, mới vừa trải. Giờ mình để thêm một chút xíu nữa, đúng là một tiếng đồng hồ. Dở ra nghe mùi rất là thơm. Chắc chắn là chín rồi. Mà mình đã thằng em nó về, nó đi chợ, nó mua một tí rượu. Rượu trắng đi ăn với ăn hải sản cho mình nha. Cho mình đợi chút xíu nữa, mình sẽ đem qua cái bàn hoành tráng bên này. Cái bàn hoành tráng đó mình đang có cua này trước ngoan để coi ngon hay không. Còn nếu mà bữa nay mà ngon nữa hay là mùa tới tuần sau hay là mình đặt thêm chắc mình còn hai con mới đủ. Nếu mà ngon thì phải đặt hai con. Còn nếu ăn được thì mình đổi qua tấm mầm. Hồi nãy mình lên menu với mấy đứa em này. Năm nay là mình sẽ không có ăn tôm hùm Alaska nữa, mà là mình ăn tôm hùm kia đó. Ok, vậy mình để cái này cho nó nóng chút xíu, đợi thằng em nó về xong rồi mình lên bàn luôn. Ok, mình vừa nghe thằng em nó vừa về, giờ mình lấy con cua ra để lên ha, trên bàn nha. Cam gì? Cameraman.
Cơm nhà mai của mình bấm từ nãy giờ mà quên bật lên thì ra giờ bắt một khúc nha. Không sao, lúc mình khui cái đầu. Giờ mình cắt mấy cái me nè ha. Nè, hết rồi. Này mai bóp phải sắm kéo khác rồi Phúc. Kéo này đục quá. Cái này nó phải ăn đó. Cái này đây mình thịt. Rồi, nha. Có gạch nha, mình nguyên một con gạch đây nè nha. Đã luôn. Đây, con này gạch đã này ha. Wow, gạch đẩy vậy. Rồi, ok. Tôm để hơi nhiều. Đâu không? Đâu quá. Cái này mình đang ăn thử miếng này đi. Miếng này. Mời các bạn nha. Muốn chơi đâu? Rồi chơi đi rồi mời anh. Đặc biệt mình có cái nước sốt tương ớt xanh, hơi cay cay, nhưng mà mình không có ăn cay, nhưng mà mình thấy một xíu thôi. Ăn miếng gạch nữa. Chú uống rượu không? Không biết à? Không uống hả? Coca. Bia. Thường thường người Pháp là người ta ăn gãi miếng chanh lên hết, đắp mình gãi. Mấy con tôm này ok luôn, giờ mình thử con tôm. Ăn cơm nhưng mà rồi cái mình cắt một cái me mình đang cho mọi người coi nha. Ăn cơm nhưng mà sốt ở nhà làm nha với các bạn. Ăn cơm nhưng mà tôm chắc dầm thử luôn nè. Đúng mà người ta cua nha, cái bên cơm cua tôi nói mới ăn cơm, mới ăn cua xong. Rồi, cái lúc mình cho cao, ăn cơm đi. Cắt ngang nha, để đọt hơn. Đó. Cái... Mè. Cái mè của nó mềm sậm mà mình cắt rất là dễ nha các bạn. Mở ra nha. Đó. Ok, không. Đó. Đã không? Ăn nha, mời các bạn. Mời mấy lần mình chưa được ăn. Như là mình lột cái da này ra, ăn ngon hơn. Này giống con cua nó sắp sửa lột da hay sao? Cái thịt này nè, mới đã nè. Đó. Be mời be. Rồi, chú muốn được phải ẩm được không? Không ngon. Này để mình một mình ăn được rồi, không ngon. Ok. Bây giờ mình mời mọi người ăn. Thì mình đã review cái này rồi ha, mình đã chiếu cái tiền gấp rồi. Cái con này là 3 kg. Mình nghĩ chắc khoảng 3.1 kg hay là cỡ như đó rồi. 3 kg này có thể là 3 người ăn quả mai còn đủ. Nếu mà hơn chút xíu là mỗi một người được món cơm me với thêm một chút xíu nữa ha. Đó, cho nên 3 kg chắc là 3 người ăn thôi, chứ hơn nữa là phải mua 2 con. Ok. Vậy cảm ơn quý vị đã xem clip của mình, hẹn lại clip sau nha. Tuần sau mình sẽ làm một cái mới nữa. Bye bye. Mọi người đều ăn không nghe nói tiếng gì hết. Tức là mọi người đã đói bụng. Đúng vậy.